Tác phẩm chụp lại hoạt động những người phụ nữ thu hoạch hoa súng vào mùa nước nổi ở Nam Bộ và tạo thành một chiếc váy hoa trên mặt nước. Chỉ từ những bó hoa súng trắng và tím bình dị, nhưng qua bàn tay sắp đặt tài tình, dụng công cùng sự gợi ý thông minh tinh tế của nữ nghệ sĩ nhiếp ảnh mà công chúng có thể tha hồ bay bổng cùng trí tưởng tượng. Chính sự độc đáo này và quy mô của giải thưởng khiến bức ảnh váy hoa nhanh chóng được chia sẻ khắp các trang mạng xã hội những ngày qua cùng những lời khen có cánh của người xem. Được biết, tác giả Khánh Phan, 38 tuổi, quê ở huyện Quỳnh Phụ, tỉnh Thái Bình, là nữ nhiếp ảnh gia, đã từng giành một số giải thưởng quốc tế. Từ niềm đam mê với nhiếp ảnh và sự ủng hộ của người xem, chị đã đi khắp Việt Nam và một số nước trên thế giới để sáng tác.